cho vị trí các nguyên tố E, T, Q, X, Y trong bảng tuần hoàn gút gọn. Chỉ biểu diễn các nguyên tố nhóm A như sau. Rồi, tôi có biểu diễn các bảng tuần hoàn mô phỏng như thế này ha. Được không? Giống như tài liệu chúng ta thì chúng ta ghi vô Y nè, E nè, rồi X nè, X nằm đây, đúng không? Bạn tự coi nha, theo đúng thứ tự của nó, thầy không ghi được cái nhóm 1A, 2A gì đó thầy không ghi ha. Q nằm đây. Rồi, nó bảo là có các nhận xét thứ tự giảm dần tính kim loại là Y, E, X đúng hay sai. Tính kim loại khi đi từ trái sang phải trong bảng nhóm tuần hoàn thì trong tài liệu hay trong bảng tuần hoàn này cũng có ghi rồi đúng không ạ? Tính kim loại khi đi từ trái sang phải thì tính kim loại sẽ giảm dần. Do đó đây á thì ghi viết đen đi. Giảm dần, giảm dần, giảm dần. Và đi từ trên xuống dưới. Ở đây khoan, nó không xét chữ Q thôi, mình không xét chữ Q nha. Thứ tự giảm dần tính kim loại là Y, E, X đúng hay sai? Y, E, X hoàn toàn chính xác. Thấy chữ Y, E, X không? Tính kim loại giảm dần khi đi từ trái sang phải. Rồi ok, một thông điệp đã xong. Rồi tiếp tục một cái thông điệp thứ hai, một cái gì là nhận định một đúng nha. Nhận định hai, thứ tự tăng dần độ âm điện là, rồi độ âm điện thì khi, khoan nha, tôi ghi một đúng cái đã, hỏi xíu chúng ta lại quên, vậy là một đúng nha. Rồi xét nhận định số 2, có tổng cộng là 4 nhận định, 3, 4, không thôi tí xíu chúng ta lại quên, đúng không? Rồi nhận định số 2, thứ tự tăng dần độ âm điện là, độ âm điện khi đi từ trái sang phải thì giá trị độ âm điện sẽ tăng dần. Đúng mà, giá trị độ âm điện tăng dần, này kinh điển rồi. Đúng chưa? Vậy là lúc này á nó bảo là IXT, 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 rõ ràng độ âm điện tăng dần. Đúng mà, IX rồi đến T. Đúng chưa? Vậy là nhận định số 2 đúng luôn. Nhận định số 3, thứ tự tăng dần tính phi kim là T và Q. Thứ tự tăng dần tính phi kim, rồi bôi lộn rồi. Thứ tự tăng dần tính phi kim. Thứ tự tăng dần tính phi kim. Tính phi kim khi đi từ trên xuống dưới trong cùng một nhóm, các bạn thấy TQ không? Khi đi trên xuống dưới trong cùng một nhóm thì lúc này tính phi kim sẽ giảm dần. Mình đang xét tính phi kim nha. Thì lúc này á T sẽ lớn hơn Q. Mà trong đề chúng ta ghi là thứ tự tăng dần tính phi kim là TQ, tức là Q lớn hơn T. Trong đề ghi là Q lớn hơn T, vậy là sai. Tại vì trong bảng tuần hoàn là T phải lớn hơn Q mới đúng. Đúng mà các bạn có thể coi rất là rõ nha. Vậy lúc này nhận định số 3 là sai. T phải lớn hơn Q. Chứ không thể nào là Q lớn hơn T được. Q không thể nào lớn hơn T. Xét về tính phi kim trong cùng một nhóm, nhóm này chính là nhóm 7A đấy. Được chưa? Rồi, vậy là 3 sai. 4. Thứ tự giảm dần bán kính nguyên tử. Bán kính, bán kính thì khi đi từ trái sang phải, đúng mà, thì bắt đầu bán kính sẽ giảm dần. Bán kính sẽ giảm dần. Vậy là thứ tự giảm dần sẽ là I, E, X, T. I, E, X, T hoàn toàn chính xác. Đây, trong cùng một cái chu kỳ. Đúng mà, nói chung câu này cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần mắm đúng cái quy luật của nó, chúng ta ghép vào trong đây thôi là chúng ta sẽ làm ra được. Rồi, vậy là xong. Câu này rất là dễ, vậy là 4 đúng. Và tổng đáp án của chúng ta sẽ là số nhận xét đúng là 3. Có 3 nhận xét đúng, đáp án là câu C. Rồi, vậy thôi.